Tập 21. Đại đương gia, nhìn kìa. Đến lúc rồi. Chuẩn bị. Đánh. Các anh em, xông lên. Xông lên. Nhân tinh tử, Đại Ba Lạc, hai người mỗi người dẫn theo một nhóm chia ra bố trí thuốc nổ. Chúng tôi sẽ ủng hộ cho hai người. Được, đi thôi. Đi thôi. Nhanh lên, tản ra. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Lưu Hải, còn lại trong cả cho cô. Tranh thủ thời gian đi. Chỉ có 5 phút thôi. Súc mau. Chỉ có 5 phút thôi, mọi người mau rút đi. Anh đã đi đâu vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ? Không sao, đã cài thuốc nổ xong chưa? Xong rồi, yên tâm đi. Bố trí xong hết cả rồi, thời gian cài đặt là 5 phút. Đi thôi. Đi. Đi mau, xúc. Đường Hiểu Dân còn chưa ra ngoài nữa. Đường Hiểu Dân, cô ấy cũng ở đây sao? Mọi người rút trước đi, tôi phải quay lại cứu cô ấy. Anh đi rồi, bơm sắp nổ rồi, giờ anh quay lại thì khác nào ngập mặn. Có vậy tôi cũng không thể thấy chết không cứu. Mọi người đi đi, trước hàng đầu. Thiếu gia. Đường Hiểu Dân. Đường Hiểu Dân. Trước hàng đầu. Cô bị thương rồi, còn đi được không? Anh cứ mặc kệ tôi. Mau đi đi. Tôi đưa cô đi. Anh đưa tôi đi sẽ liên lụy anh mất. Đừng nhiều lời.
Trương Hàn đâu? Thiếu gia. Trương Hàn đâu? Đại đương gia, số di thể của các anh em chúng tôi tìm được đều ở đây cả rồi. Các anh em, là tôi có lỗi với mọi người. Đại đương gia, đều tại tôi. Tôi đã không thể đưa hết các anh em ra ngoài. Thuyền tử, đại đương gia, hai người đừng tự trách nữa. Có trách thì phải trách người Nhật. Nếu không phải bọn chúng tới chỗ chúng ta làm loạn, chúng ta cũng không rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Nhưng tin tưởng nói đúng thế. Món nợ này chúng ta phải tính lên đầu của người Nhật. Sớm muộn gì cũng phải tính sổ với chúng. Không giết quân Nhật thề không làm người. 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 Cha, hy vọng cha ở trên trời có linh sẽ phù hộ cho bọn con, có thể chấn hưng lại doanh trại lão Lang. Sự kiện ở bệnh viện thương binh cũng như bộ tư lệnh quân Kanto là vô cùng nghiêm trọng. Các võ sĩ đã chết đều là những nhân tài của chúng ta. Đối với đế quốc mà nói, đây là một tổn thất rất lớn. Hasukawa, bệnh viện thương binh là căn cứ bí mật mà chúng ta chọn ra trong số nhiều nơi. Đáng ra nó phải an toàn tuyệt đối mới đúng. Anh có thể giải thích cho tôi tại sao tình báo lại bị lộ được không? Địa điểm bệnh viện thương binh lần này là do tôi đích thân chọn ra, có thể nói là tuyệt mật. Đến cả thân tín mà tôi tin tưởng nhất, trưởng phòng Fujino cũng còn không biết. Trước mắt chúng tôi đang cho điều tra những người có thể tiết lộ tình báo này. Nhưng mà thứ có được để lại hiện trường có thể sẽ là manh mối giúp ích cho việc phá án của chúng ta. Theo như tôi phân tích, rất có thể là của Kháng Liên. Nhất định là của bọn chúng. Theo như tình báo của chúng ta, thì khu vực này của chúng ta có rất nhiều tiểu bộ đội của Kháng Liên đang ẩn nấp. Bọn chúng vẫn đang chờ cơ hội để tấn công chúng ta. Tuy là số người không nhiều, nhưng lại rất kín đáo và xảo trá. Vì sự an toàn của khu vực Nam Mãn, nhất định phải triệt để tiêu diệt lũ Kháng Liên đó. Mọi người, hãy qua đây.
Bộ đội kháng liên di chuyển và thay đổi rất cơ động. Đồng thời chúng ta cũng phải triển khai. Vậy nên chúng ta cũng phải triển khai cả ở đây và ở đây nữa. Đã nổ thành ra như vậy rồi còn nhận diện được kiểu gì? Tất cả những nơi mà bọn họ có thể ẩn nấp là Đại Ba Lạc đều phải dự đoán chính xác. Đại Ba Lạc, Sát Bát Phương. Để tôi xem suốt cuộc anh có còn sống hay không. Tôi không tin anh có thể bò dậy từ đây được. Tới đây. Tới đây, để tôi xem bộ mặt thật của anh nào. Rốt cuộc có bao nhiêu tên Sát Bát Phương vậy chứ? Có bao nhiêu tên Sát Bát Phương? Sát Bát Phương, anh ra đây cho tôi. Sát Bát Phương. Lần này kẻ địch liên hợp Thanh Trừng, hành động đồng loạt ở nhiều nơi. Đội ngũ chúng ta vẫn đang ẩn nấp đánh du kích ở nhiều nơi. Bây giờ kẻ địch làm như vậy, hoàn cảnh của kháng liên chúng ta có thể nói là tổn thất thảm trọng, vô cùng nguy cấp. Nhìn trận thế này có vẻ như chúng đang định một mẻ tóm gọn chúng ta đây. Chuyện ở bệnh viện thương binh, người Nhật có vẻ tức giận lắm. Anh nói cái gì vậy chứ? Chuyện ở bệnh viện thương binh đó có liên quan gì tới chúng ta đâu. Nghe nói chuyện này là do Sát Bát Phương làm đấy. Nhưng mà người Nhật lại không tìm được Sát Bát Phương thật sự, vậy nên đã chụp cái mũ này lên đầu của chúng ta. Thưa ký Lý, tôi thấy tên Sát Bát Phương này đúng là một hào kiệt, rất anh hùng. Anh hùng thì đúng là anh hùng, nhưng mà chuyện này lại khiến kháng liên chúng ta chịu liên lụy đấy. Sợ gì chứ? Cũng lắm chúng ta liều với chúng một phen thôi. Phải đấy, đằng nào thì có Sát Bát Phương này hay không, người Nhật cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Chuyện này không thể lỗ mãng được. Dù ở bệnh viện thương binh lần này, người Nhật thiệt hại rất nghiêm trọng. Hayashikawa đang trông vào việc này, Thanh Trừng được chúng ta để lãnh công đấy. Giờ chúng ta đang thiếu vũ khí, nhân lực lại ít, liều với chúng nhất định là không được. Vậy để tôi đi tìm Trương Hành Đào, đòi số súng đó của chúng ta lại. Chuyện ở Ích Thọ Đường không thể cho qua như vậy được. Đừng có lỗ mãng. Trương Hành Đào cũng không phải dạng vừa đâu. Là để anh ta nắm được thớp của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn đấy. Tôi thấy chúng ta đã không ở lại Nam Mãn này được nữa rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Mưu
Trước mắt đã điều tra ra vụ án ở bệnh viện thương binh ngoài sát Bắc Phương xa, thì còn có người khác nữa. Tới 8 tuần chính là Kháng Liên rồi. Nhất định là bọn họ đang hoạt động ở khu vực gần đây. Đối với mấy khu trọng điểm, nhất là khu vực kênh lại Đà Tử, phải tăng cường tuần tra đi. 24-24 không lúc nào được lơ là. Rõ. Đông quân địch quá. Đi thôi. Vị đương gia, không xong rồi. Quỷ quân đang qua đây, còn cách chúng ta bao xa? Nhiều nhất là 10 phút nữa. Dập lửa đi, mọi người dọn dẹp mau. Chuẩn bị rời đi, nhanh lên, rút mau. Mau lên. Kể từ khi chúng ta tấn công bệnh viện của chúng, người Nhật bây giờ ngày nào cũng truy sát đảng Cộng sản. Trong lòng bách tính đều vô cùng lo lắng. Phải đấy, không ngờ lại liên lụy tới cả Kháng Liên. Cũng đâu thể trách chúng ta được chứ. Thôi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tôi thấy bây giờ quan trọng nhất là phải tìm một chỗ nghỉ chân cho các anh em doanh trại Lão Lang, đúng không? Phải đấy, giờ anh em nhà họ Lưu cũng muốn đi theo chúng ta, cũng đâu thể để bọn họ với các anh em doanh trại Lão Lang của chúng ta ở trong rừng mãi như vậy. Nhưng bây giờ, người Nhật đang lục soát rất nghiêm ngặt. Đừng nói là căn nhà của nhà họ Hình, đến kênh lại Đà Tử cũng một ngày lục soát 3 lần, đến một con sùi cũng không bay vào được. Anh nói ở đâu? Căn nhà nhà họ Hình với kênh lại Đà Tử đấy. Như vậy đi, chúng ta trực tiếp để các anh em doanh trại Lão Lang tới ở trong kênh lại Đà Tử đi. Trương Hàng Đào, anh là có ý đồ gì? Vừa nãy Đối Nhã Xuyên đã nói rồi, người Nhật coi kênh lại Đà Tử như trọng điểm, anh làm vậy có ý gì? Phải đấy thiếu gia, bây giờ mà tới đó nguy hiểm quá. Bảo sao tôi nói mọi người không có não. Mọi người biết không, tục ngữ có câu rất hay, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Anh thì biết rồi. Mọi người không sao chứ? Ở đâu vậy? Dạ biết tử, mau đi xem sao. Đừng đi. Không sao đâu. Thiếu gia, ở đâu vậy? Vừa nãy người đó ở bên đó, chớp mắt đã mất dạng rồi, xem ra đã có chuẩn bị từ trước. Thiếu gia, kẻ nào to gan chạy tới Trương phủ chúng ta nổ súng? Thiếu gia, để tôi xem sao. Xem gì mà xem, tình hình như vậy còn chưa rõ sao? Để tôi đi xem thử. Chú Tứ, đưa súng cho tôi. Giấu cho kỹ. Nhanh lên, rõ. Đi thôi. Quản gia, chúng tôi vừa nghe thấy bên này có tiếng súng, có vẻ như là truyền tới từ phủ của nhà ông. Các cậu nghe nhầm rồi, chúng tôi cũng vừa mới bị tiếng súng làm cho tỉnh dậy. Nếu đã như vậy, cảm phiền Trương quản gia phối hợp điều tra với chúng tôi một chút. Có người nổ súng, cậu không đi bắt, chạy tới nhà chúng tôi điều tra gì chứ? Chú Tứ, có chuyện gì? Bọn họ muốn vào phủ chúng ta lục soát. Người anh em, anh không đi bắt người nổ súng, chạy tới phủ nhà tôi lục soát gì chứ? Hoàng Di Sơn nuôi đám người các anh chỉ để ăn hại thôi sao? Anh có biết tôi là ai không? Biết chứ, tôi là ai? Nghị sĩ Trương. Đã biết tôi là nghị sĩ Trương rồi, nửa đêm tới nhà tôi lục soát. Như vậy nghe mà được sao? Xin lỗi, nghị sĩ Trương, là do chúng tôi thất trách. Đi thôi. Có người ám sát không kỳ lạ, nhưng là có người tới cảnh cáo cậu, như vậy mới kỳ lạ. Cháu cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Bây giờ Tân Đảo còn ai muốn cứu cháu nữa chứ? Được rồi, đừng thắc mắc. Cũng muộn rồi, mau về phòng đi. Đi thôi. Thiếu gia, đã dọn dẹp xong rồi. Thiếu gia cậu yên tâm đi, tối nay tôi và Dạ Miêu Tử luôn phiên canh giác. Được rồi, thời gian này mọi người nhớ chú ý đấy.
Các anh nói xem là ai làm vậy chứ? Phải đấy, nổ chết bao nhiêu là người. Các vị đã lâu rồi không gặp. Nghị sĩ Trương, mọi người vẫn khỏe chứ? Khỏe lắm. Lão Tào, tóc của anh bạc rồi kìa. Tôi già rồi mà. Chuyện đó, chuyện ở bệnh viện thương binh, các anh đã nghe nói cả chưa? Nghe rồi, chuyện này đang đồn ầm cả lên. Có muốn không biết cũng khó. Phải đấy, thực tình. Tôi nói anh nghe, tôi nghe nói này, người Nhật lần này thương vong có vẻ thảm trọng lắm. Tôi có một suy nghĩ thế này. Là như vậy, anh xem chúng ta đều đang làm việc cho người Nhật, có phải chúng ta cũng nên thể hiện chút gì đó không? Là như vậy, tôi muốn đi đầu để xây dựng một đền thờ cho người Nhật ở địa chủ cũ của bệnh viện thương binh đó. Xây đền thờ không phải là có một đạo quán rồi sao? Đại ca, chúng ta đừng có đùa. Đạo quán đó là của người Trung Quốc, đâu liên quan gì tới người Nhật, đúng không? Hơn nữa chỗ đó cũng bị phá hủy gần hết rồi, đúng không? Nhà hồi trưa các anh gia sản kết xù, chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ. Phải đấy, làm ăn nhỏ thôi, nhất thời không góp được bao nhiêu. Được rồi, xem như tôi cũng nhìn thấu các anh rồi. Các anh này đấy không phải là không muốn chi tiền, mà là không trung thành với hoàng quân Đại Nhật Bản. Tôi nói các anh nghe, chuyện này để cho người Nhật biết được, họ sẽ tới lục soát từng nhà cho xem. Nghị sĩ Trương, tôi thấy chuyện này không gấp được đâu. Anh xem thiết kế rồi thi công cũng phải mất thời gian mà. Anh nói xem đúng không, Trương lão đệ? Lưu đại ca nói đúng không sai, nhưng mà tôi nói anh nghe, như vậy càng đúng lúc. Mấy ngày trước tôi mới cho trang trí lại căn nhà của mình theo phong cách Nhật, vừa hay đã mời được một nhà thiết kế từ Nhật Bản về. Vậy nên về bản thiết kế mọi người không cần phải lo nữa, được chứ? Đội trưởng Hashikawa, chuyện đã thành như vậy rồi, ngài phải làm chủ cho tôi. Anh cứ bình tĩnh đi, nào ngồi đi, bất giận nào. Đội trưởng Hashikawa, ý của chúng tôi đã nói rất rõ rồi, giờ chỉ còn xem ý của đội trưởng ngài nữa thôi. Mọi người nói xong cả rồi à? Nói xong rồi. Trương Hằng Đào và các anh đều là nghị sĩ, nhưng mà người ta tại sao lại có thể làm ra những chuyện kiến thiết cho Tân Đảo? Còn các anh lại chỉ ngồi ở trong phòng làm việc kêu ca chứ? Tất nhiên, Trương tiên sinh cũng đã đưa ra một vài đề án không mấy thực tế. Nhưng mà đó là vì cậu ấy còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng mà lần này cậu ấy lại có thể đưa ra ý kiến xây dựng đền thờ, cầu phúc cho các liệt sĩ ở bệnh viện thương binh. Đây là một ý kiến rất hay, lẽ nào các anh không tán thành sao? Đội trưởng Hashikawa, chúng tôi không phải có ý đó, vậy ý anh là sao? Anh xem, anh cứ không nói như vậy thì làm sao tôi hiểu được chứ? Người Trung Quốc của các anh quá nhiều ý, lúc thì ý này, lúc thì ý kia, sau cùng tôi vẫn chẳng hiểu ý gì hết. Đội trưởng Hashikawa, tất nhiên chúng tôi ủng hộ việc xây dựng đền thờ cho các liệt sĩ đã hy sinh cho đế quốc Đại Nhật Bản rồi. Nhưng mà dù gì nghị sĩ Trương cũng còn quá trẻ, nói năng chưa đến nơi, làm việc chưa đến chốn mà. Chúng tôi chỉ là sợ cậu ấy không gánh vác nổi trọng trách. Nếu chúng tôi đã bổ nhiệm nghị sĩ Trương lên làm thượng nghị sĩ, vậy thì chứng tỏ hoàng quân Đại Nhật Bản tin tưởng cậu ấy. Các anh cũng phải tin tôi chứ? Tin chứ, chúng tôi tin mà. Vậy thì tốt. Ý kiến này của nghị sĩ Trương sẽ do cậu ấy hoàn toàn quyền quyết định. Các anh chỉ cần toàn lực phối hợp thôi. Các anh vất vả rồi. Được rồi, thôi được. Nào, các vị đơn ly nào. Đơn ly, cạn ly. Tôi nói này mọi người, Trương mẫu tôi có thể làm chức nghị sĩ này, nói thật lòng, quá nửa là nhờ may mắn, nửa còn lại chính là nhờ các vị đây đề bạt. Tại đây tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nào, tôi kính mọi người một ly. Các vị, đội trưởng Hashikawa đã nói với tôi rồi, mọi người có chút ý kiến về đề nghị của tôi lần này, đúng không? Là như vậy, để tôi giải thích cho mọi người hiểu.
Thật ra số tiền xây đền thờ Trương Mẫu tôi hoàn toàn có thể một mình chi hết, không cần mọi người một đồng một cắc nào cả. Nhưng mà tôi muốn nói mọi người nghe một đạo lý, đền thờ này có ý nghĩa rất lớn đối với người Nhật. Trương Mẫu tôi cũng không thể độc chiếm công lao này được. Có chuyện tốt gì tôi cũng phải dẫn theo cả mọi người chứ, đúng không? Còn nữa, tôi nghĩ như bây giờ, chúng ta bây giờ dù gì cũng đang làm việc cho người Nhật, đúng không? Có đôi lúc cần cúi đầu thì vẫn cúi đầu. Anh thử nghĩ đi, nếu chúng ta chủ động đề nghị chuyện này, mọi người cũng chỉ cần chia đều số tiền này ra là được. Nhưng lỡ để người Nhật phải nói ra, đến lúc đó cho dù mọi người có cuốn cùng góp tiền vào thì e là con số không chỉ có như vậy thôi đâu. Người ta nói bao nhiêu chúng ta phải đưa bấy nhiêu, đúng không? Mọi người thử nghĩ đi, mọi người tự tính đi, bên nặng bên nhẹ bên nào tốt. Nghị sĩ Trương, câu này của anh quả thực rất có lý. Vậy thôi, chúng ta không cần thương lượng nữa. Nếu đội trưởng Harakawa đã nói vậy, vậy thì nghị sĩ Trương, anh cứ ra giá đi, chúng ta chia đều. Mọi người thấy thế nào? Là như vậy. Tôi đã tính rồi. Tôi nghĩ một khi chúng ta làm chuyện này thì phải làm tốt nhất mới có thể. Gạch thì chúng ta dùng của Hán Bạch Ngọc, được chưa? Về gỗ, chúng ta dùng loại gỗ tùng trên núi Trường Bạch. Rồi thì tượng thần trong đền thờ, chúng ta sẽ nhập khẩu từ Nhật Bản sang. Còn về ngoài cửa thì tôi nghĩ chúng ta nên trồng mấy cây cổ thụ ngàn năm. Đúng chưa? Tính sương sương thì chia đều cho ngần này người, mỗi người chúng ta chừng 3-50.000 đồng đại dương thôi. Sao vậy? Chê nhiều sao? Anh tuyệt đối đừng quên, chúng ta là đang chi tiền mua bình an cho mình đấy. Ông chủ Trương, hôm nay anh tới Hương Mãn Lầu của chúng tôi, quả là vinh hạnh cho tiểu tiệm quá. Hôm nay nghe nói các vị đại nhân muốn phân ưu cho đội trưởng Hasukawa, công việc vô cùng bận rộn. Tôi thì cũng chẳng có gì để mời mọi người, nên đã chuẩn bị một vài món ngon, coi như thể hiện một chút tâm ý của tôi. Cũng tốt mà. Nếu như mọi người không chê, tôi xin kính mọi người một ly. Thôi đừng uống chung đi. Nào cạn ly cùng uống đi. Mọi người nhìn ông chủ Trương đi, đúng không? Tôi chỉ là một ông chủ nhà hàng thôi, nhưng mà lại có tính giác ngộ cao tới như vậy. Nếu như nhân dân bình thường đều có tính giác ngộ như ông, vậy thì không cần chúng tôi phải ngày ngày tới đây để họp, ông biết không? Phải rồi, chuyện lần trước ông nói với tôi muốn làm nghị sĩ đó, tôi đã nói với đội trưởng Harukawa rồi, có hy vọng đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn còn một chuyện khác. Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn bàn việc xây dựng một đền thờ cho người Nhật. Tôi muốn mọi người cùng nhau quyên góp ít tiền. Ông chủ Trương, ông thử nghĩ xem có phải cần quyên góp bao nhiêu vậy? Khoảng 30-50 ngàn đồng đại dương. Không nhiều đâu. Tôi chỉ là người làm ăn nhỏ thôi, tài sản cũng không bằng các vị. Nếu nghị sĩ Trương đã nói như vậy, tôi xin góp 30 ngàn đồng đại dương. Nhìn xem ông chủ Trương giác ngộ tốt chưa kìa. Nào nào, mọi người cùng nâng ly kính ông chủ Trương một ly. Nào, ông chủ Trương, tôi kính ông. Cảm ơn nghị sĩ Trương. Cạn ly nhé. Đội trưởng Hasukawa, ngài nhìn ra ngoài xem, khu vực kênh Lại Đà Tử này đúng là trước mặt là nước, lưng tựa vào núi. Theo như truyền thuyết của Trung Quốc chúng tôi, đây là bảo địa phong thủy đấy. Chúng ta mà xây dựng đền thờ ở chỗ này, phong thủy phải nói là về phương diện nào cũng tốt luôn ấy. Phong cảnh đúng thực là rất đẹp. Nghị sĩ Trương, tại sao cậu lại kiên quyết muốn xây đền thờ cho chúng tôi chứ? Chuyện này có lợi gì cho cậu đâu? Đội trưởng Hasukawa, xem ngài nói kìa. Gì mà có lợi với không có lợi, chỉ là tôi muốn thể hiện lòng trung thành của mình với đại đế quốc Nhật Bản thôi. Nghị sĩ Trương, nếu cậu thật lòng coi tôi là bạn, tôi hy vọng cậu có thể thẳng thắn hơn. Lần này cậu kiên quyết muốn xây đền thờ, đắc tội với tất cả các nghị sĩ khác. Cố gắng lấy lòng tôi, rốt cuộc là có ý gì? Đội trưởng Hasukawa, đúng là không có chuyện gì qua nổi đôi mắt thần thánh của ngài. Đúng thật là có chút chuyện. Như vậy nhé, tối nay ngài tới chỗ tôi đi, tôi sẽ nói ngài nghe về chuyện này.
Sẵn sàng tuân lệnh. Từ từ thôi. Nào. Nào từ từ thôi. Anh Ba Lạc, nào uống chút nước đi. Nào. Cũng khá quá nhỉ. Tốt lắm. Mọi người đều đang dốc hết sức làm cho nhanh. Ngài đợi một lát nhé. Mọi người bỏ hết công việc trong tay xuống đi. Bỏ xuống. Nghe tôi nói đây nè. Tôi nói các anh nghe, việc xây dựng đền thờ này là một chuyện vô cùng thần thánh. Vậy nên các anh phải làm cho thật tốt, nghe rõ chưa? Đền thờ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các anh. Bởi vì đền thờ này là để tưởng nhớ những chiến sĩ của hoàng quân đã bị lũ điêu dân kia giết hại. Đám điêu dân đó, chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà Trung Quốc có câu tục ngữ rất hay. Tục ngữ gọi là gì nào? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Vậy nên nhiệm vụ quan trọng nhất của các anh hiện giờ là phải xây đền thờ thật tốt cho tôi, để tưởng nhớ anh linh của các chiến sĩ hoàng quân. Có nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Làm việc tiếp đi. Cái đám người Trung Quốc này lúc nào cũng phải đánh bọn họ mới chịu được. Trương tiên sinh nói đúng. Mọi người vất vả rồi, tiếp tục làm việc đi. Đội trưởng Hashikawa, hoan nghênh ngài ghé thăm tệ xá. Nào xin mời vào, còn khách sáo quá rồi, mời vào trong. Trương phu nhân hôm nay thật xinh đẹp đấy. Chỉ là gái quê có gì đáng nhắc chứ, không đáng để nhắc đến. Từ từ thôi nào. Đúng là rất tốt. Nghị sĩ Trương, cách trang trí này của cậu rất có phong cách Tokyo. Có phải có cao nhân chỉ điểm cho cậu không? Tôi đây đã đặc biệt mời một nhà thiết kế từ Nhật Bản tới. Nhưng mà tôi lại không biết những gì anh ta nói có đúng hay không. Tóm lại cũng coi như mèo vẽ hổ thôi. Ngài thấy có ổn không? Đẹp lắm. Nghị sĩ Trương, có cơ hội để tôi làm một bữa Kaseki chính tông để thiết đãi cậu. Kết hợp với khung cảnh xinh đẹp ở đây, phải nói là điều hạnh phúc nhất đời người. Cảm ơn đội trưởng Hashikawa. Đã bày sẵn bàn cờ rồi, hay là chúng ta làm một ván đi? Được thôi, đánh cờ trong không khí quê hương quen thuộc này, tôi sẽ không thua cậu đâu. Chưa thử là biết ngay thôi. Mời ngài. Nghị sĩ Trương, hôm nay sao cậu không dùng tay trái nữa? Không sợ thua sao? Hôm nay tôi định chơi cả hai tay. Vậy thì tôi phải chơi thật nghiêm túc mới được. Đội trưởng Hashikawa, mảnh đất ở kênh Lại Đà Tử đó, hôm nay ngài đã đi xem, ngài thấy thế nào? Rất tốt. Là như vậy, tôi đã cho người tới khảo sát khu vực đó rồi. Thực ra đất đai ở khu vực kênh Lại Đà Tử rất thích hợp để trồng nhân sâm rừng. Nhân sâm rừng? Là như vậy. Chức nghị sĩ này của tôi cũng là thân dương thưởng cho. Rất nhiều người đều không phục. Từ ngày tôi lên làm nghị sĩ cũng chưa làm được gì có ích cho Tân Đảo cả. Vậy nên tôi mới nghĩ làm một căn cứ trồng nhân sâm rừng, cũng coi như góp chút sức lực cho Tân Đảo. Rất tốt. Đây cũng xem như là chức tranh của anh ở vị trí nghị sĩ này. Cảm ơn đội trưởng.
Phải rồi, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với ngài. Tôi ngoài định xây căn cứ trồng nhân sâm rừng này ra, còn muốn xây dựng một xưởng gỗ ở đó nữa. Là như vậy, ngài thử nghĩ đi. Chúng ta xây dựng đền thờ đúng là cần một lượng gỗ rất lớn. Ngài nói xem, chúng ta mua bên ngoài cũng phải chi tiền, chi bằng tự sản xuất, tự dùng còn hơn. Còn nữa, để đền thờ được xây dựng xong, chúng ta có thể trực tiếp chiêu mộ đám người đó tới xưởng gỗ làm việc. Ngài thử nghĩ đi, đám người đó được ăn no mặc ấm là có việc làm. Bọn họ cũng không cần lên núi làm thổ phỉ nữa, giảm bớt được nạn phỉ. Như vậy cũng không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Nghị sĩ Trương, xây dựng xưởng gỗ mới là mục đích thực sự của cậu, có phải không? Tôi cũng chỉ là muốn phân ưu cho ngài thôi. Việc xây căn cứ trồng nhân sâm tôi không phản đối, nhưng còn việc xây dựng xưởng gỗ sẽ ảnh hưởng tới sự an nghỉ của các vong linh. Nhưng mà đội trưởng Hashikawa, tôi muốn nói với ngài rằng chuyện xây dựng xưởng gỗ này thực ra không phải chủ ý của tôi, mà là chủ ý của Hắc Long hội kìa. Tôi cũng chỉ đợi xưởng gỗ xây dựng xong thì quản lý giúp họ thôi. Chuyện này có liên quan tới Hắc Long hội sao? Ngài không biết đó thôi. Thực ra Hắc Long hội sớm đã nhắm vào mảnh đất ở kênh Lại Đà Tử này rồi. Nếu không phải vì chuyện của bệnh viện thương binh, cái xưởng gỗ đó đã được xây xong từ lâu. Thôi được, nếu chuyện đã có liên quan tới Hắc Long hội, vậy thì tôi cũng không can thiệp nữa. Vậy xin cảm ơn đội trưởng Hashikawa trước nhé. Nghị sĩ Trương, kể từ khi Trang lão tiên sinh rút khỏi vị trí thượng nghị sĩ này, vị trí này vẫn luôn bỏ trống, muốn đề bạt cậu lên làm thượng nghị sĩ. Cậu thấy thế nào? Đội trưởng Hashikawa, vừa nãy tôi nói rồi, vì tôi làm chức nghị sĩ này cũng do Thân Dương chụp mũ tôi lên mà thôi. Tôi không làm chuyện này được đâu. Nếu làm như vậy, ngài khác nào đẩy dịch lên dĩ nướng chứ. Giờ cậu kiêm cả căn cứ trồng nhân sâm rừng lẫn xưởng gỗ cậu đều chiếm cả rồi, không thêm một chức vụ thì sao mà phục chúng được chứ. Tôi hiểu rồi. Được rồi, nếu đội trưởng Hashikawa đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không từ chối. Quyết định như vậy đi. Được, quyết định như vậy. Nhiệt liệt hoan nghênh đội trưởng Hashikawa. Sau đây xin mời nghị sĩ Trương lên nói vài lời với chúng ta. Hay lắm. Đầu tiên, cảm ơn đội trưởng Hashikawa đã cho tôi cơ hội xây dựng đền thờ lần này. Tất nhiên, đền thờ này cũng không phải do một mình Trương Mổ tôi xây, mà là do tất cả các nghị sĩ cùng quyên góp cùng xây dựng. Vậy nên công lao này cũng là thuộc về mọi người cả. Hay. Ngoài ra còn có một chuyện nữa. Ngày hôm nay có thể nói là tam hỷ lâm môn. Hôm nay không chỉ là ngày kỷ niệm ngày thành lập đền thờ, mà còn là căn cứ dân sâm rừng cũng như xưởng gỗ Tân Đảo Đại Đông Á. Hôm nay sẽ là ngày thánh thành của chúng ta. Sau đây xin được long trọng giới thiệu với mọi người người hợp tác của tôi, ngài Terashima của Hắc Long hội. Không có ngài Terashima tích cực giúp đỡ, cũng coi như sự ủng hộ của Hắc Long hội cũng sẽ không có lễ khánh thành xưởng gỗ của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn ngài Terashima. Hay lắm. Sau đây như vậy, xin mời đội trưởng Hashikawa và ngài Terashima. Còn cả tên gì ấy nhỉ? Boris, chúng ta sẽ cùng dỡ biển được không? Hay lắm. Một, hai, ba. Hay lắm. Đội trưởng Hashikawa, cảm ơn anh đã thông qua để Hắc Long hội chúng tôi có cơ hội hợp tác với nghị sĩ Trương xây dựng xưởng gỗ lần này. Địa vị của nhà hội Trương ở Tân Đảo là rất lớn, cũng là bạn hợp tác rất ăn ý của Hắc Long hội chúng tôi.
Đội trưởng Hasekawa, quan quân đại Nhật Bản chúng ta muốn có chỗ đứng vững chắc ở Trung Quốc này thì cần phải có nhiều hơn những con chó trung thành với nghị sĩ Trương đây. Hay lắm, đúng là như vậy. Alo, Trương Phủ, xin nghe. Tôi là cháu gái của Trương Hàng Đào, thiếu gia tìm cậu này. Ai thế? Cháu gái. Cháu gái thế nào rồi? Vết thương đã đỡ hơn chưa? Vẫn đang nằm trong bệnh viện. Đúng rồi, có tin này tôi muốn báo với anh. Nhưng viên tình báo của chúng ta vừa nhận được một tin chưa xác thực, rất có thể bạch lộ vẫn còn sống. Cô ấy đang ở đâu? Cụ thể ở đâu tôi chưa rõ, nhưng chắc là vẫn ở quan nội. Người của chúng tôi từng nhìn thấy một cô gái rất giống cô ấy. Tôi cũng chỉ biết có vậy thôi. Được, tôi sẽ cho người đi tìm ngay. Tôi báo cho anh một tin quan trọng như vậy, anh định báo đáp tôi thế nào đây?